Ý con nói là sao? Con hát cho hai con chim bay đi được là con hát nó bay về được hả? Đúng rồi. Giờ con hát cho nó bay về cho ông đi. Khoan, đợi chút để ông mở lòng cho nó bay vô. Rồi, con hát nha. Có con chim tiểu la nhỏ và con chim tiểu điệp lớn. Chim ơi chim, chim ơi chim, quay về đây chim chim. Mày tại sao bạn nghe giọng hát khủng khiếp như vậy mà anh có thể bình tĩnh đến mức độ đó hả? Khó đeo vô là không có nghe cái gì hết. Mày quen cái chuyện đơn giản đó quen hả? Em làm cái gì? Quyền lực của tôi đây nè. Ôi mà ngoại ơi, con vậy là chưa hết nội công á, còn trong đây một đống. Cái gì? Cái giọng của con bấy nhiêu đó thôi mà muốn sập nhà rồi, còn chưa đã nữa hả? Ê này ngoại. Ngoại ngoại cái gì? Con nói cho má biết, Mi sao hoàn toàn không hề có năng khiếu về ca hát. Nè 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 nè, tôi nói cho mấy người biết trước nha. Trên cái cõi đời này chưa có ai mà tự nhiên sanh ra một cái nổi tiếng liền. Phải bồi dưỡng rồi phải huấn luyện. Tôi nói là cái bông, cái bông đúng không, cái bông của bông nè, không có nước làm sao nó bành ra. Con đồng ý với má là cái gì cũng phải học tập và trau dồi, nhưng với một cái người nào đó người ta có năng khiếu, còn con bây giờ á, má chỉ cần con học, học riết nhồi nhồi sọ khùng. Con lấy cái quyền là mẹ của Misa, con cấm nó học hát. Nói cho cô biết, tôi lấy quyền làm mẹ của cô, tôi cấm cô. Cô có biết chăng, cô là cái phiên bản lỗi của tôi đó. Đây, đây là một phiên bản hoàn hảo, nghe chưa? Bắt đầu từ bây giờ, nếu ai không thích, xin mời vui vẻ nắm tay nhau ra khỏi nhà. Con hãy lên lầu với Hoại, Hoại sẽ cho con một cái bích. Ok. Nè, thể hiện hết, thổi hết, phù hết những cái nội công của mình ra. Đúng, đi ra ngoài, đi lên mày mà. Trời ơi, con tôi nó hét mộng thôi là đã muốn sập nhà rồi, bây giờ cho nó thêm một cái mít nữa, chắc tan con này quá. Con chim lại đây cho tôi. Tùm lao tùm xàm. Nói gì vậy? Hai con chim nào mà trả lại cho ông? Hai con chim của tôi nè. Bà nhìn đi. Bà nhìn. Đâu rồi, đâu rồi? Ê, sao sao có cái lồng chim, còn hai con chim đâu rồi? Bà đừng có đụng vô nỗi đau của tôi nghe chưa? Bà có biết hai con chim tôi yêu quý nó như hai đứa con của tôi, một con tiểu lan, một con tiểu điệp. Bà có biết sáng nào cũng vậy, sáng sớm tinh mơ, khi ánh bình minh vừa ló dạng, tôi đã lấy cái lồng ra trước sân, tôi mở cửa lồng ra cho hai con tiểu lan tiểu điệp bay 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 đáp lên trên hai vai tôi, một bên tiểu lan một bên tiểu điệp, hai đứa nó hót 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 và múa, rồi xong nó bay ra để nó tắm nắng, xong rồi nó bay mỏi cánh, nó bay vào trong chuồng, tôi đóng lại, tôi cho nó ngủ tới sáng hôm sau lại tiếp tục câu chuyện như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào. Chỉ có ngày hôm nay tôi mới mở cửa lồng ra, hai đứa nó mới vừa bay lên, chưa kịp đáp lên vai tôi, trong nhà bà tru kéo, nó mệt quá nó bỏ đi rồi. Bà trả hai con chim lại tôi. Còn không hẳn, tôi đứng đây tôi trù, tôi trù trở đều, tôi không có gì. Hai ông ngoại, bà ngoại đang lạnh. Trời ơi, tụi hình nãy sáng bây giờ là chùi không biết bao nhiêu lần rồi đấy nha. Ngoại với lại ông Tứ. Sao con? Ông Tứ ơi, con biết rồi. Hai con chim của ông Tứ nó bay mất tiêu rồi đúng không? Đúng. Bay rồi, sợ bay. Trời, con nói ông Tứ nghe này nè.
sáng nay á, tại vì giọng hát con hay quá, thằng chim nó bay đi, giọng hát một lần nữa quay về tới giờ. Hát đi con, hát đi con. Trời ơi, cháu tôi nó làm được tất cả mọi chuyện rồi. Đi. Ý con nói là sao? Con hát cho hai con chim bay đi được là con hát nó bay về được hả? Đúng rồi. Giờ con hát cho nó bay về cho ông đi. Khoan, đợi chút để ông mở lòng cho nó bay vô. Rồi, con hát nha. Và có con chim tiểu lan nhỏ và con chim tiểu điệp lớn. Chim ơi chim, chim ơi chim, quay về là chim chim. Mình sẽ là số 1, mình sẽ là nhất. Mình sẽ là số 1, mình sẽ là nhất. Con trai, con trai. Misa là số 1, Misa là nhất. Vậy mẹ là số mấy? Mẹ là 1.5. Còn Misa vẫn là số 1. 1.5 nữa hả? Dạ. Thôi con chào ba mẹ con đi. Con đi qua nhà Misa chơi đây. Hey. Yeah. Công nhận con mình càng lớn càng thông minh đẹp trai với ông cha nó gì chè. Chống làm gì nữa biết không? Gì? Tính dạ gái nữa. Tú ngại bên gái rồi được. Cho ly cà phê sữa đá đi. Em vô nghỉ ngơi đi để em tiếp khách cho. Nhớ pha cà phê nha. Nhớ lấy tiền luôn đó. Trời ơi, em trả mà. Không có uống thiếu nha. Không có thiếu đâu, hôm nay có tiền. Ủa, bác Tư. Sao bác thê thảm quá vậy bác? Gì đi như người bác hồn vậy bác Tư? Mộng tường. Dạ. Thiên tài. Dạ. Bác buồn quá. Bác buồn. Tiểu Lan, Tiểu Điệp nó đã bay đi xa rồi. Nó không có quay về. À, con chim. Cũng tại cái giọng hát phát ra từ nhà của bà Tư. Đó, giọng của Misa nó kinh khủng lắm. Con cũng biết nữa. Con biết chứ. Công nhận nha, cái giọng con Misa nó ghê thiệt. Nội công nó thâm hậu. Nó hát làm sao mà giờ con bảo đảm với bác Tứ á, hai con chim của bác đang nằm trong nồi ruti rồi đó. Tội nghiệp quá. Thôi mà bác đừng có buồn. Tiểu Lan, Tiểu Điệp. Hai con chim đó cũng quay về à? Quay về không con? Thì con nghĩ vậy chắc có. Giờ làm cách nào để nó quay về con? À hay vậy đi, bác có hình hai con chim đó không? Đưa con đăng lên Facebook. Rồi có gì con truy tìm chim thất lạc. Vậy hả? Đúng rồi bác. Bác chỉ cần ghi status vậy nè. Ai tìm được hai con Tiểu Lan, Tiểu Điệp của tôi sẽ tặng thưởng 100 triệu. Ê trời ơi, vậy tao cho nó đi luôn đi con ơi. Ê, tao làm gì có 100 triệu. Nói nghe. Dạ. Lát có người tới mướn nhà. Dạ. Con làm ơn tiếp giùm bác nha. Ủa gì vậy, bác đi đâu? Bác đi chùa. Gì vậy? Cầu siêu cho Tiểu Lan với Tiểu Điệp. Dạ. Bác cũng ráng cầu siêu cho linh hồn bác sớm siêu thoát nha bác. Bác cái gì vậy? Dạ. Dạ. Không, con nói lộn. Cầu siêu linh hồn Tiểu Lan, Tiểu Điệp siêu thoát. Ê cha. Trời ơi, nó hát nữa. Trời ơi, nó mà tra tấn kiểu này chắc sớm muộn gì bác Tư cũng về chầu trời chung với Tiểu Lan, Tiểu Điệp quá. Một trăm lại nè. Lên con, lên con. Mẹ đi em ơi, anh phải đi họp nữa nè. Coi vợ đúng là cực thiệt. Giờ muốn hết cực phải chờ đến ngày về cực lạc thôi. Mày hỏi không có nhẩm nhí gì vậy Thiên Tài? Thấy anh vậy em viết sao Tết than vãn rồi. Viết ta Tết than vãn hả? Mày suốt ngày cứ vậy hoài. Ê nó nghe nè. Dạ. Mày sẵn mày viết rồi, mày cho thêm câu này nữa được không? Câu gì? Tao ước gì á, tất cả những người đàn ông trên thế gian này đều có vợ á, phải ở không hết, không làm cái gì hết. Viết thêm câu đó cho tao. Được. Ê. Ủa, Thùy Linh em. Sao? Ai ở không? Sao? Ai ở không? Thằng này. Sao? Chửi nó. Chửi gì? Chửi nó ăn nó không suốt ngày lên mạng chát chiếc nó tầm bậy tầm bạ. Trong khi đó kiếm việc làm thì không lo kiếm, ngồi quậy phá không à. Mày nghe chưa mày? Anh nói mày phải nghe lại, anh nghe chưa? Lo mà kiếm việc làm đi. Xạo xạo. Chứ phải xuống người ta ở không hả? Không có, anh nói đó, anh không nói, không đâu nói em đâu. Thôi đi làm lẹ đi, anh còn phải đi họp nữa. Lẹ đi, nhiều chuyện không à. Anh chị ơi, bác Tư nhắn em là nói anh chị đóng tiền nhà tháng này nha, trễ 2 ngày rồi đó. Trời đất ơi, mới trễ có 2 ngày mà đòi hoài. Ông này kỳ cục ghê. Mới sáng sớm banh mắt ra đòi tiền rồi. Bởi vậy
treo bảng hoài, có ai thuê thuê đâu. Đi thôi, kệ đi, một lát nữa anh là hái quả tiểu em hạ quả nha. Nhiều chuyện quá. Chị muốn thuê cái phòng nhà bác Tứ á, để chị mở cái quán gần đây nè, nên thuê phòng nhà bác Tứ cho nó tiện á. À, bác Tứ có nhà không em? Chị muốn thuê phòng hả? Bác Tứ ơi! Đó, cái phòng nó chỉ có 20-25 mét vuông thôi. Tôi không biết gia đình nhà chị ở có bị chật không đó nghe. Không sao đâu, gia đình nhà tôi á là ở ngoài quán hết à. Chủ yếu á là tối về á là có cái chỗ ngã lưng thôi. Vậy hả? Ủa, quán bán cái gì vậy? À, cũng có món ăn bình thường thôi, chủ yếu là mấy món nhậu. Đây là món đặc sản của quán mà ở nhà làm nè, đem qua cho bác với lại cháu thưởng thức. Trời ơi, quý quá, cảm ơn nhiều nghe. Hồi mưa bác Tứ. Thôi cái đầu mày á. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao chị không bán vịt quay, không bán gà quay, heo quay mà bán chim quay? Sao chị ác quá vậy hả? Sao chị tàn nhẫn quá vậy? Tại sao chim nó có làm hại gì chị? Chim là một loài rất là dễ thương, nó đem lại niềm vui cho cuộc đời. Mà tại sao thì nỡ lòng nào thì sát sanh, thì cho chúng sanh ăn hả? Thì ác quá đi, tôi không có cho chị mướn nhà. Đi về đi. Trời ơi, Tiểu Lan, Tiểu Điệp, Tiểu Lan. Làm gì nó ghê vậy? Tự nhiên cái mắng xấu xả với mặt ta à? Không ăn thì thôi chứ, làm gì vậy? Thôi chị thông cảm cho bác. Bác vừa trải qua một cái nỗi đau mất mát rất là lớn, mất đến tận 2 con chim lận. Do đó giờ ông nhìn mấy này ông ghét lắm. Ông mấy chị vô khác chị ở nha. Tôi tưởng ông cà chớn cà cháo hả? 500 trẻ em bán chim ngoài chợ, vô sự lắm đẹp luôn á. Ủa chị làm cái gì vậy? Mang thì thôi tôi đem về. Ô mang mẹ, mang mẹ. Là người hay là ma vậy trời? Đâu phòng này đâu có ai ở đâu. Phải là tiên nữ ở phòng này ta. Và tôi lớn nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là...